Dạ vâng nhá, em xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn bộ những vị khán giả đang theo dõi video ở bên em. Em hôm nay lên cho mọi người cái cục xác mà vì hôm trước là lên mấy cái cục dạng CX8, CX9 ấy. Thì các anh hỏi rất là nhiều bởi vì cái cục xác kiểu như vậy thì bày trưng bày nó rất là đẹp luôn và chất lượng của nó thì cực kỳ hay. Thì các anh hỏi rất là nhiều nhưng mà những cái dòng đấy thì nhém hết rồi và hiện tại thì nhà em đang còn cục xác. Ở đây thì nó có mã là SDK800 nha các bác nhá. Đấy thì cái cục này đời nó cao hơn rất là nhiều luôn. Còn CX8, CX9 thì nói chung là để so sánh với dòng này thì nó không có cửa đâu. Đấy vì đây là dòng đời rất là cao mà. Đấy. Hình thức của cục sáp K800 đây. Đấy, phía đằng sau này. Đây thì em đang cắm hai loa cũng như là nghe nhạc qua điện thoại nhá. Ngoài ra thì các bác cũng vẫn có thể nghe được đài FM khi mọi người có anten ở đây. Đấy. Đây nhá, chi tiết về cục sáp K800. Ở đây thì sử dụng điện 100V, công suất của cục là 48W nhá. Và hơn nữa thì đây thì bác nào hay hỏi, có những bác thì hay hỏi là nó bắt được đài FM bao nhiêu các thứ để các bác về nghe ấy. Thì trên đây nó có ghi thông số luôn cho mình nhá, 76 đến 108MHz luôn. Đấy, đài rất là rộng, nhiều con thì chỉ có 90 thôi. Và thậm chí nhiều cái đài cũng chỉ có 90MHz thôi, không lên đến 108 đâu. Này thì có luôn nhá. Đấy. Ở đây thì CD em đang thử thì không thấy nó chạy. Đấy. Thì các bác có thể về để mang ra thợ để họ lau mắt, họ kiểm tra cho mình. Ở đây thì em đang test MD thì có thấy chạy này. Nhưng cái này thì em chỉ test qua cho mọi người thôi, nó đang chạy rồi, ok thì mà về mọi người cứ sử dụng thôi. Còn nhà em sẽ không bao cái MD ở đâu nhá. Nhà em bao mọi người là công suất nghe nhạc qua điện thoại thôi. Đấy là về MD, còn em sẽ mở qua đường AUX là đường điện thoại để mọi người nghe này. Dạ vâng nhá, thì đấy là về cái đường cổng đường điện thoại. Đấy. Ở đây thì CD này. Đấy. CD thì mở ra nhá, nhưng mà khi nó lắp xuống thì như là nó bị đây, nó bị lệch ở cái phía bên này. Đấy nên thành ra là nó không đọc được về, thì các bác có thể mang ra thợ để họ kiểm tra mình. Đấy, kiểu nó đây nó bị lệch sang một phía. Đấy. Thì cái này em bán cho các bác về trưng bày với cả công suất thôi nhá. Đấy. Còn CD này thì nó không không
chắc là phải phải kiểm tra lại cái cơ này. Đấy, nó bị lệch cơ từ bên kia ấy. Đấy. Đấy nhá, thì cái cục này em báo giá luôn. Cục này thì thông thường nếu mà nó không 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 bị lệch cơ này thì toàn bán là tầm 650, 690 thôi. Nhưng thôi nên lệch cơ thì em xả luôn cho mọi người nhá. Cục này em để cho mọi người giá là 490.000 thôi. Đấy, bác nào lấy thì alo luôn cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đấy, lúc nó vào được, lúc nó không vào được, chứ không phải là nó bị ấy. Đây mọi người thấy không? Đấy, lên này. Đấy, xuống này. Đấy, trong quá trình xuống đấy mình chỉ cần gỡ một đẩy nó sang bên này kiểu nó bị lệch cái về phía bên này thôi. Đấy. Dạ vâng nhá, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.